Cô giáo mầm non đổi đời sau một buổi livestream kiếm tiền bằng 10 năm đi làm. Một cô giáo mầm non ở Vũ Hán, Trung Quốc bỗng trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội sau một buổi livestream. Ban đầu, cô gái họ Hoàng chỉ đăng những video cô ấy hát các bài đồng dao trên nền tảng chia sẻ video Douyin của Trung Quốc. Video cô dạy học sinh hát bài trồng hoa trong vườn hơn 100 triệu lượt xem. Dân mạng còn bị thu hút bởi ngoại hình thanh tú và những cử chỉ sinh động của cô khi dạy hát. Cách dạy của nữ giáo viên được dân mạng yêu thích. Chỉ trong thời gian ngắn đã thu hút hơn 4,3 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Các video của Hoàng cũng được chia sẻ rộng rãi và đăng lại trên các nền tảng truyền thông xã hội lớn. Do tầm ảnh hưởng của cô ấy lan rộng nhanh chóng, nhiều dân mạng đã yêu cầu cô livestream. Đúng dịp nghỉ lễ, Hoàng livestream. Trong khoảng thời gian ngắn, hàng vạn người xem trực tiếp, quà và phần thưởng liên tục đến với Hoàng. Chỉ trong ngày mùng 2 tháng 5, cô giáo trẻ livestream 3 lần. Phiên livestream đầu trong ngày mùng 2 tháng 5, cô Hoàng được cho là kiếm được từ 400.000 đến 500.000 nhân dân tệ, khoảng 1,3 đến 1,7 tỷ đồng. Tổng cộng 3 lần livestream, cô giáo trẻ kiếm được 2 triệu nhân dân tệ, gần 7 tỷ đồng. Cảm động trước sự hào phóng và ủng hộ của dân mạng khi trao phần thưởng cho cô trong các buổi phát trực tiếp, Hoàng xúc động nói, tôi rất hạnh phúc. Livestream trong một ngày mà thu nhập vượt quá mức lương 10 năm của tôi, cảm ơn mọi người. Theo Oriental Daily, lương tháng của cô Hoàng là 3.000 nhân dân tệ, hơn 10 triệu đồng. Được biết, cô giáo Hoàng bắt đầu quay video dạy hát từ năm 2021. Sau buổi livestream quá thành công, cô giáo Hoàng đã bỏ nghề dạy học và ký hợp đồng với một công ty nổi tiếng. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra bi quan về tương lai của cô, bởi sự nổi tiếng này sẽ không kéo dài và nhanh chóng nguội đi khi cư dân mạng không còn quan tâm nữa.